Xin hân hạnh giới thiệu đến quý khán thính giả quyển sách Ung thư, tin đồn và sự thật do Ruy Băng Tím thực hiện, nhà xuất bản Dân Trí. Tin đồn số 7: Không khí ô nhiễm gây ung thư. Năm 2013, Cơ quan Nghiên cứu Ung thư Quốc tế IARC đã chính thức kết luận ô nhiễm không khí ngoài trời là một trong các nguyên nhân gây ung thư cho con người. Số liệu thống kê từ cơ quan này cho thấy, trong năm 2010, trên toàn thế giới có khoảng 223.000 ca tử vong vì ung thư phổi do ô nhiễm không khí gây ra. Trong năm 2012, ô nhiễm không khí dẫn đến cái chết của khoảng 7 triệu người trên toàn thế giới. Theo số liệu cập nhật năm 2016 của Tổ chức Y tế Thế giới WHO, trong năm 2012, ô nhiễm không khí ngoài trời có liên quan đến 72% các ca tử vong sớm do bệnh tim thiếu máu cục bộ và đột quỵ, 14% các ca tử vong do bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính và viêm đường hô hấp cấp. Đặc biệt, 14% các ca tử vong là do ung thư phổi gây ra. Ô nhiễm không khí là sự phân tán của các loại hạt, các phân tử hay các chất có hại khác vào bầu khí quyển của trái đất. Ô nhiễm không khí thường được chia thành ô nhiễm không khí ngoài trời và ô nhiễm không khí trong nhà. Ô nhiễm không khí ngoài trời. Ô nhiễm không khí ngoài trời là một dạng ô nhiễm không khí chính và cũng là vấn đề môi trường quan trọng có ảnh hưởng đến sức khỏe nhiều người ở cả các nước phát triển và đang phát triển. Không khí ngoài trời có thể bị ô nhiễm từ nhiều nguồn khác nhau: khí thải từ giao thông vận tải, từ các nhà máy công nghiệp, từ quá trình sản xuất nông nghiệp và một số nguyên nhân tự nhiên như cháy rừng, bụi sa mạc, núi lửa. Hầu hết các loại ô nhiễm không khí ngoài trời là hỗn hợp của nhiều chất có hại, bao gồm các chất dạng hạt, particulate matter, PM. Đây là loại ô nhiễm không khí phổ biến nhất, được hình thành từ việc đốt các loại nhiên liệu hóa thạch như than đá, dầu mỏ và bao gồm cả các kim loại độc hại. Các hợp chất hữu cơ có nguồn gốc từ tự nhiên, núi lửa, cháy rừng. Các dạng hạt thường được phân loại theo kích thước của nó. Bụi PM2.5. Các loại hạt lơ lửng có đường kính nhỏ hơn hoặc bằng 2,5 micromet, đường kính chỉ bằng 3% sợi tóc. Bụi PM10. Các hạt bụi lơ lửng có đường kính nhỏ hơn hoặc bằng 10 micromet. Sự ô nhiễm không khí do các chất dạng hạt tỷ lệ thuận với tỷ lệ mắc bệnh ung thư đang gia tăng, đặc biệt là ung thư phổi, và IARC đã đưa ô nhiễm bụi dạng hạt vào danh mục các chất gây ung thư. Theo nghiên cứu của các nhà khoa học, những hạt có đường kính bé hơn 10 micromet PM10 là những hạt con người có thể hít vào khi thở và chúng sẽ tích tụ trong phổi. Trong khi đó, những hạt có đường kính bé hơn 2,5 micromet PM2.5 là những hạt đặc biệt nguy hiểm bởi vì chúng xâm nhập trực tiếp vào các phế nang. Một số hạt còn có khả năng xâm nhập vào hệ tuần hoàn. Trong một nghiên cứu khác của Đại học Birmingham và Đại học Hồng Kông từ năm 1998 đến năm 2011 cho thấy, cứ tăng mỗi 10 microgram trên mét khối bụi PM2.5 thì nguy cơ tử vong do ung thư tăng 22%. Trong đó, 42% nguy cơ tử vong do ung thư ở đường tiêu hóa, 35% nguy cơ tử vong do ung thư gan, đường dẫn mật, túi mật và ung thư tuyến tụy, 80% nguy cơ tử vong do ung thư vú ở phụ nữ, 36% nguy cơ tử vong vì ung thư phổi ở nam giới. Các loại khí như oxit lưu huỳnh, oxit nitơ, oxit carbon, các hợp chất hữu cơ dễ bay hơi, benzen và các hydrocarbon đa dòng thơm và ozone mặt đất được hình thành do phản ứng của oxy và các thành phần từ khối bụi đô thị. Một số nghiên cứu cho thấy ô nhiễm các chất khí này làm tăng nguy cơ mắc bệnh ung thư phổi. Và một số chất được xếp vào danh mục các chất gây ung thư cho người như benzen, oxit lưu huỳnh SO2. Các loại khí này vừa tồn tại trong không khí do cả nguyên nhân tự nhiên hay do con người tạo ra. Benzen tồn tại trong dầu thô và các sản phẩm của nó như xăng, dầu, từ khí thải của xe hay các vật liệu xây dựng như sơn, keo dán và đặc biệt là có trong khói thuốc lá.
oxit lưu huỳnh hình thành từ núi lửa hay từ các ngành công nghiệp đốt than, nhà máy lọc dầu, sản xuất xi măng, sản xuất bột giấy. Ô nhiễm không khí trong nhà. Các nguồn ô nhiễm không khí trong nhà bao gồm khói thuốc lá, than, củi, các hóa chất có trong sơn hoặc các sản phẩm làm sạch, khí máy lạnh và một số từ các loại vật liệu xây dựng như amiăng hay còn gọi là asbestos, formaldehyde. Bên cạnh khói thuốc lá là nguồn chứa rất nhiều các chất độc hại và là nguyên nhân số 1 gây ra ung thư phổi. Một số chất khác như khí carbon oxide, amiăng, formaldehyde cũng được xếp vào các chất có khả năng gây ung thư. Trong năm 2012, có 4,3 triệu người chết do các bệnh liên quan đến ô nhiễm không khí trong nhà, chủ yếu là do khói thuốc lá và sử dụng nhiên liệu để nấu ăn. Trong số các ca tử vong, 12% viêm phổi, 34% đột quỵ, 26% bệnh tim thiếu máu cục bộ, 22% bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính, 6% là do ung thư phổi. Trong đó, khoảng 17% các trường hợp tử vong sớm do ung thư phổi ở người lớn là do tiếp xúc với nguồn ô nhiễm không khí từ việc sử dụng các loại nhiên liệu rắn như gỗ, than củi hoặc than. Nguy cơ đối với phụ nữ là cao hơn vì đa số họ là người sử dụng các nguồn nhiên liệu này. Bên cạnh đó, radon cũng là một nguyên nhân cao gây ra ung thư phổi. Đây là một chất sinh ra do sự phân hủy chất phóng xạ urani, là một chất có trong tự nhiên và mức độ ô nhiễm tùy thuộc vào khu vực xây dựng. Qua các số liệu nghiên cứu cho thấy, ô nhiễm không khí là một trong những nguyên nhân gây ra nhiều loại ung thư. Chính vì vậy, việc bảo vệ môi trường, sử dụng các phương pháp để giảm bớt ô nhiễm không khí cũng như luôn giữ nơi ở, nơi làm việc thông thoáng là một việc cần thiết để nâng cao tình trạng sức khỏe của mỗi chúng ta. Sự thật, không khí ô nhiễm có thể gây ung thư. Thạc sĩ Trịnh Vạn Ngữ. Cảm ơn quý vị khán thính giả đã lắng nghe sách nói Ri Băng Tím, Ung Thư, Tin Đồn và Sự Thật. Kính chúc quý vị nhiều sức khỏe, an khang. Xin chào và hẹn gặp lại.